Hello, xin chào toàn thể anh em đã trở lại video của Hải Bãi nhá. Hôm nay thì Hải Bãi có một con cưa xích tay cụt cho anh em, MS200T này. Đây là cái con dòng cưa tay cụt lớn nha em nhá. Dòng cưa tay cụt lớn của Đức sản xuất. Đó, con này thì công suất là nòng 40 ly. Đó, lốc nhôm, bao bền anh em luôn. Tổng trọng lượng con này là 4,6 kg em nhá. Đó, anh em nào chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0539. Lam dài 40, trừ trên đốc còn được 35, xích ST91. Đó, làm cũng làm ST luôn nhá. Đó, máy đẹp xuất sắc luôn, zin từ đầu đến đuôi. Con này thì nó cái mẫu cưa tay cụt lớn cho anh em mình chuyên xài khai thác. Anh em mình có cây cưa lớn rồi, anh em cần một con cưa nhỏ để cắt những ngọn cây lớn mà cắt nhiều anh em, thì anh em sử dụng cái dòng máy cưa này nhá. Đó, mã số series máy là 170679692 nhá. Đó, lốc nhôm rất là mạnh, hàng của Đức sản xuất, con này lâu lâu mới có thôi nha anh em. Đó, dòng cưa tay dài thì nhiều nhưng mà dòng cưa tay cụt này rất là hiếm và đắt. Đó, anh em nào mình đang cần tìm con loại này thì liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng nhá. Số lượng có một con duy nhất thôi nhá. Đó, con này thì bên em bán anh em với giá là 5.900.000, bao ship tận nhà cho anh em luôn, tặng kèm đầy đủ phụ kiện nhá. Con này mới của nó thì rất là đắt tiền nha anh em nhá. Đó, nhiều khi anh em không tưởng tượng nổi cái giá mới của nó luôn đấy. Bên Nhật người ta đang bán giá nó là 42 triệu đây nha anh em. Đó, 42 triệu đang là giá mới bên Nhật. Đó, nhưng mà con này hàng bãi về thì giá rất là mềm hơn. Đó, và bên dòng mới bây giờ thì rất là ít người bán bởi vì nó giá nó rất là cao. Đó, ít người bỏ tiền ra mua cái dòng máy mới nên là đa số bán những dòng máy bãi này anh em giá vừa tiền. Đó, giá nó là 5.900.000 nha anh em. Đó, rất là nhiều anh em đặt hàng máy này nhưng mà lâu lâu mới có, hôm nay mới có lại cho anh em này. Đó, và số lượng rất là hiếm nha. Đó, không phải là lúc nào cũng có đâu nha. Đó, nên là anh em nào mình thấy video này thì anh em nào mình đang tìm thì chốt liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng nha. Số lượng chỉ có một cây duy nhất cho anh em nhanh tay đặt hàng nha. Đó, không có cây thứ hai luôn, lâu lâu mới có thôi nha. Đó, nhiều lúc mà anh em đặt hàng mấy tháng mới có tìm được một con đấy nha. Đó, bao zin tần tập. Đó, rồi em test nổ cho anh em nghe tiếng máy nha. Chốt cây này thì liên hệ qua số điện thoại giúp hàng nha. Rồi, xin cảm ơn toàn thể anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận video mới nhất của Hải Bãi nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.